Bạn bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, ung thư dạ dày, viêm loét ruột. Mẹ dùng viên nghệ Hoàn Linh Bảo Sinh đi. Viên nghệ Hoàn Linh Bảo Sinh với thành phần 100% từ thiên nhiên, đặc biệt có cơ chế tác động kép, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng và hỗ trợ điều trị bệnh, nhanh chóng làm giảm các triệu chứng ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, giảm nguy cơ xuất huyết và ung thư đường tiêu hóa. Viên nghệ Hoàn Linh Bảo Sinh giảm viêm, đau dạ dày, tá tràng.